Đó, cô chú ơi, bây giờ về em muốn sữa nữa nè. Uống nữa đi con. Uống xong rồi ngủ nha, em buồn ngủ lắm rồi. Uống hết bình đó là ngủ là no, bụng là đã luôn á, ngủ giấc dài, thiệt là dài luôn, mấy tiếng đồng hồ ha. Chừng nào ba về cái mình dậy mình chơi với ba nha con nha. Hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa rồi cô chú ơi, ngủ, e chay sẽ ngủ cho tới cái này, theo mẹ dự đoán là chay sẽ ngủ cho tới 4 giờ, 4 giờ rưỡi. Thì lúc đó ba sẽ về, chúng ta cùng nhau ăn tối. Mẹ về mẹ thay tả cho em, thay cho em cái quần thoải mái để em mặc, còn cái áo đó mặc hồi nãy, cái áo nó cũng rộng rãi thoải mái rồi. Trời ơi, uống hết bình sữa luôn đã dữ ta. Đúng rồi, hồi nãy là cô chú biết mẹ cho em ăn cơm với gì không? Mẹ cho em ăn cơm với lại tép rang, xong chưa? Rồi nè, nè, rồi mẹ cảm ơn con nha. Rồi hai ngủ đi đó, em ngủ ra, cô chú thấy chưa, ngủ đi con thương quá. Rồi bye bye cháy nha. Đây cô chú ơi, cháy nè cô chú, báo cho cô chú một thông tin mới. Cô chú biết thông tin gì không? Chay bữa nay bị bệnh rồi. Chay đang bị bệnh rồi cô chú ơi. Chay đi chơi về hôm qua không biết là lý do như thế nào, nay bị sổ mũi, đầu hơi ấm ấm, nhưng mà em bây giờ em lớn rồi, em bị sổ mũi em không có khó chịu như ngày xưa. Ngày xưa mà lúc còn nhỏ nó mà bị sổ mũi một cái hả, trắng đêm với nó. Bây giờ nó lớn rồi nó đỡ hơn. Ngày xưa mà lúc mà còn 7 8 tháng, 9 10 tháng đâu này kia vậy đó, là hả, nó nằm xuống đó, nó thở không được á, nó cứ đòi ngồi không mà, ngủ ngồi không à, phải bồng nó ngủ ngồi. Rồi bây giờ á, để cái gối cao cao lên chút, cái nó ngủ, nó nằm nó ngủ bình yên, dậy chơi vui đồ đàng hoàng, ăn uống vẫn ăn bình thường. Tối hôm qua nói chung là cũng, tối hôm qua sao ta, tối hôm qua nói chung em cũng khóc, mà em khóc có hai lần à. Rồi em cũng ngủ cho tới sáng, ngủ cho tới sáng luôn, thấy chưa, bởi mẹ nói, mẹ bởi mẹ nói mẹ không có cho con đi chơi. Nhưng không, cô chú thấy không, em bệnh mà em cũng vui, hơi ấm ấm cái đầu thôi, với lại ngồi chảy mũi hoài à. Đâu cái con xịt mũi coi, xịt mũi coi mẹ, con mẹ xịt mũi con bằng cái gì, đưa 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 đưa, đưa cô chú coi xịt mũi đâu, kiếm coi, để coi nó biết xịt mũi không nè. Đâu đâu đâu, đưa xịt mũi đây. Trời ơi, con thấy lấy cái đó dít ra hả, lấy xịt mũi mẹ coi coi. Đúng rồi, hát ra, hát ra, hát ra, nãy nãy mẹ cầm cái đó mẹ hát, bây giờ cầm cái đó hát đó. Đâu xịt mũi mẹ coi coi, không xịt mũi mẹ coi coi, xịt mũi đâu, xịt mũi nó chơi chảy mũi nữa nè, em chảy mũi nữa nè, xịt mũi đi, xịt đi, xịt đi, thấy chưa. Ờ đây nè đó, cô chú cho xịt mũi của em đó cô chú, xịt vô. Ừ, bệnh nhưng mà nói vẫn nói. Đi lên đây nằm cho anh nó ấm nè con, dưới cái nền này nó lạnh. Đi lên đây. Lên đây nằm cho ấm nè, đó. Dưới cái nền này nó lạnh lắm rồi con. Xịt mũi mẹ coi đi, lại xịt mũi mẹ coi. Rồi còn ho nữa chứ. Còn ho nữa. The wheel on the bus go round and round đó. Round and round. Round and round. Thôi để mẹ mở. Đâu rồi? Cái xe gì mở khốn chết luôn. Rồi lên đây, lên siêu xe đi. Nay mẹ không có mặc đầm mặc điếc gì cho em được nha cô chú ơi. Nay mặc đầm cái vị gì đó lạnh. Ờ đóng cửa, đóng cửa. À với lại cô chú nói sao mà cái kênh của Chay đang bị không có comment được, là tại vì cô chú biết sao không? YouTube á, cái kênh Chay hồi bữa là nó bị vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa cái comment á là tại vì YouTube đang thực hiện một cái gọi là cái chính sách mà không cho, không được cho cái gì ta, gọi là không được cho lăng mạ xúc phạm trẻ em đồ ấy, tới quyền trẻ em rồi đó. Thì cái kênh của Chay là một cái kênh mà con nít,
nên là YouTube đang đang coi lại, đang đang xét duyệt lại, đang coi lại cái kênh của Chay để xét mấy cái comment như thế nào đồ này kia. Nếu mà comment xấu không tốt tới trẻ em á là YouTube nó sẽ khóa, không có cho comment nữa. Nên đó là lý do tại sao mà họ được cái kênh của Ngọc thì Ngọc mở ra được, còn cái kênh của Chay Ngọc không mở ra được, tại vì người ta đang khóa lại. Không, người ta không cho Ngọc tự mở ra. Xịt mũi đi. Ừ, hồi chờ em xịt. Cái kênh con nít bây giờ các bạn biết rồi, ở Mỹ á, hoặc là tại đâu trên toàn thế giới á, khi mà kênh YouTube là một cái kênh trên toàn thế giới thì người ta rất là bảo vệ trẻ em. Những cái lời nói đe dọa hay là những cái lời nói mà mang tính chất mà không tốt đó là người ta kiểm duyệt rồi. YouTube làm việc rất rất là phải nói luôn á. Thì ra phải không? Rồi. Xịt đó. Đó, xịt mũi đó. Thở được chưa? Thở được chưa? Hồi nãy em ngủ, mà em ngủ từ lúc 1 giờ cho tới phải 1 giờ không ta? Không, 12 giờ. 12 giờ cho tới 3 giờ. Nhưng mà em cũng khóc hai lần tại vì em thở không được. Cái mẹ chạy vô mẹ bồng em đứng lên, em đòi ngồi đứng không mà, tại vì ngồi đứng mới thở được. Cái mẹ chạy vô, cái mẹ ru em đứng chút cái em thở được, cái là mẹ bỏ em xuống gối là em ngủ lại. Là mũi chảy nữa nè. Giờ sợ lấy khăn giấy cái nó. Để mẹ lấy đồ mẹ hút mũi con nha. Hút mũi cho cô chú coi nha. Mẹ lấy đồ mẹ hút mũi chay nha. Rồi, thì cô chú nào mà không biết đó, hút mũi thì sao á, là đây nè. Cái đồ hút mũi nè, nó sợ hút mũi. Nhưng mà mẹ phải hút mũi thì con mới thở được chứ. Mẹ chuông. Ồ mẹ chứ, để mẹ hút mũi cho con thở nha. Ồ, đây nè, con mẹ ngậm nè. Ú, thấy chưa, cô chú thấy chưa? Ups, đây nè. Rồi, xong. Đi ra cho mẹ. Đó, sóc xong rồi chạy lại, đưa cái mặt nó vô đó. Nè, đưa mặt mũi vô không, mũi không? Mũi mặt mũi không cho cô chú coi coi. Đây, không. Này của mẹ. Đây nè cô chú, bây giờ cái này thì hơi ghê. Nhưng mà đó, hút xong cái mũi nằm trong đây nè, giờ phải đi lấy cái mũi ra. Thôi, đi mẹ đi gì dư. Trời ơi, đưa cái mặt nó vô, chịu đời không? Chịu đời xấu không? Chùi miệng, chùi đây nè, lại nói chuyện cô chú nè, cháy. Lại đây nè. À. Dữ ta. Rồi đây là nói chuyện cô chú nữa nè, nó đây. Nó sợ lắm, nó sợ hút mũi nó dữ lắm. Nhưng mà có cái hút mũi nó tiện lợi, dễ sợ lắm cô chú. Trời ơi, hút cái xịt cái nước cái ấy vô cho nó mũi nó tan ra cái bạc. Bắt đầu là hút cái xoạt. Rồi đây nè. Rồi đó, hút mũi đâu, con hút, cô hút xong cho cô chú coi. Xịt mũi đi, xịt đi rồi hút. Ờ vậy đó hả? Bà Công đi chợ trời mưa, cái thơm cái thêm đi đưa bà về. Đưa bà đến quán đường xa, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bạc trong túi rơi ra, bé Chay nhặt được cha bà mua dâu. Tiền bạc trong túi rơi ra, bé Chay nhặt được cha bà mua dâu. Nữa không? Đứng lên con, nữa không? Chay dậy nè cô chú ơi. Nó mới đọc sách xong xé sách luôn nè. Cất sách vô cho mẹ coi. Nè, đem sách cất vô. Đem cất vô trong kia. Cầm cho mẹ đi, cất vô trong kia kìa, bỏ vô trong đó. Bỏ vô đây nè. Đúng rồi, bỏ vô. Good job chị đi. Giỏi, bỏ vô đi con. Đúng rồi. Bỏ vô, đúng rồi. Rồi chừng nào đọc nữa nói mẹ lấy ra đọc cái chứ. Tự nhiên lại lôi sách ra đó kêu mẹ đọc. Làm sao?
Mày sách rồi, mẹ mới đọc rồi. À, đem xe đọc hả? Đây, đây mẹ đem xe rồi. Rồi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô siêu xe ngồi đi. Lái siêu xe, không lo lái, mà đi lo đọc sách. Rồi, đeo seatbelt vô. Set the first. Put your seatbelt on. Đeo seatbelt vô. Đó, nhấn nút quá hả? Nhấn mạnh lên, đè mạnh vô. Nhấn mạnh vô, đè mạnh vô. Đè mạnh vô, đè, nó, đè mạnh vô. Đây hả? Đó. Đó, lên đèn rồi kìa. Xe lên đèn kìa, lên đồ đi. Nó ra là nó vô. À, ra lấy cuốn sách rồi, lấy hết nó ra. Rồi, chiếc xe lên đèn rồi đó là chay phải lên đồ đó. Đóng vào hạt trúc đó, coi cô chú coi em hay chưa. Em mà nó làm đâu, nó để im đó. Nó ra là nó đóng cửa xe vô mà nó vô là nó mở cửa xe ra. Đó, thấy chưa? Đó, đọc sách đi, hồi nãy mày đọc làm sao? Đọc với con chỉ đi. Chỉ em bé đi. Sách này bự quá chơi rồi, hả chơi? Ơ chay chay, bấm cho em bé nhảy đi chay. Chay, bấm em bé nhảy kìa. La 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 la. Animal tail. Đó 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 đó. Chay. Chay ơi, con nghe mày nói nè, em bé đằng sau con kìa. Em bé đằng sau con kìa. Bấm cho em bé đi, bấm em bé nhảy đi. Bấm cái nút cho em bé nhảy đi. Bấm nút đi, bấm đi. Thấy chưa? Giỏi quá. Mẹ nói hiểu hết rồi, giỏi máy thôi á. Nó biết em bé là ai luôn. Trời ơi. Dựng em lên con, dựng em lên, đừng có cho em nằm em nhảy đâu được. Dựng lên, dựng cho em đứng thẳng lên. Bấm nút đó làm chi? Hả? Nghiên cứu đó hả? Nè, dựng em lên nè, dựng em lên cho em nhảy nè. Đó. Chụp. Wow. Em này nhảy gì, nhảy có chút xíu à. Ai? Con muốn gì? Cô nói đà. Giờ muốn đà phải không? Đây, muốn đà thì lấy đà. Ngày nào cũng đà với đúng. Đây. Rồi, ôm đà đây. Mày sao? Đó, tình bạn á, ngày nào cũng rủ nhau chơi đó. Con ôm đà đi con, ôm đà đi. Trời ơi. Mà nãy mày chở đi chơi vui không? Nãy mày chở đi chơi vui không? Mở cửa bự ra, mở cửa bự ra. Mở cửa bự ra đây nè, đó. Rồi, đóng cửa lại đây. Đóng cửa lại. Đó, xích bèo vô, xích bèo vô. Đúng rồi. Dục rác, không có cho rác lên trang hay chứ. Có ớt không? Đó, bây giờ bỏ gà xích bèo vô nè. Đó, giữ chưa? Đó, coi gà xích bèo đó. Đấy, đó, đóng cửa lại. Rồi. Rồi, gà xích bèo vô. Gà sao? Gà vô, đưa đây. Bây giờ... Rồi, giờ đi ra hả? Con làm liền à. Cái xe này màu gì đấy, chay? What color is this car? Chạy đi.
Xe này màu gì con? Xe này là màu trắng. White. Con nói đi con. White. Màu trắng. Tự nhiên cái đi mở cái đường này, cái đi ra cái cửa đằng kia. Cô chú cũng chóng mặt với anh chay luôn á. Rồi, dữ chưa? Rồi, giờ mở này đi ra nè. Rồi. Mở đi ra. Rồi, ra đây. Trời ơi, mặc quần gấu bánh đa nữa. Quần gấu bánh, con gấu bánh đa. Rồi sao? Gì, đi lại đằng đó lấy. Đi đằng đó lấy. Đi đường này, đi đường ngoài này, đi đường kia chặt lắm, đi đường này nè. Ai mượn con đi cái đường đó chặt rồi đâu có chỗ đâu đi. Rồi, đi đây. Trời ơi, đi qua đây, đi đi vô, coi được không? Coi được không? Rồi, đi ra. Ừ, rồi, đi ra. Rồi, thôi giờ mở cửa luôn nè, khỏi đóng nè. Rồi, đi ra, đi vô ha. Rồi, đi ra đi rồi đi vô. Thôi đừng có đóng, chút nữa đi vô ra lại nữa đóng chi. Con bánh đa xạo, bánh đa xạo. Con bánh đa xạo nè, con bánh đa xạo nè. La 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 la. Đâu ạ? Lấy gì? Ồ, đem cái đó ra cho mẹ đi, sao nhớ hay vậy? Té nghe, từ từ thôi. Mông mông mông. Rồi ăn đi, ăn quýt đi, ăn bưởi đi, ăn quýt đi. Rồi đem để cái bàn ăn, đi làm để cái bàn ăn. Trời ơi, trò đà đó, thiết biết mà. Đó, thấy chưa, giỏi chưa? Ít rồi, xong luôn. Rớt quýt rồi. Ăn cái muối con đang cầm đi. Ăn muối ăn cho đà ăn chứ. Nè, đó đà nè. Trời ơi đi ngang. Trời cho đà cầm tay nữa kìa. Chùa. Rồi. Thôi nghỉ khỏe đi. Chai. Chua mà ăn chi? I love you, JD. You love mommy too. Can you give mommy a hug, please? Hi, JD. Hi. JD nó không cho mẹ lên camera luôn mà. Thôi để mẹ làm cất cái này. Very good. Đúng rồi, đúng chính xác, con nói quá có lý luôn. Đúng rồi, bởi mẹ cũng tính y vậy đó. Ừ, thì đó. Đúng chính xác, chi luôn. Hai phai cái coi. Nói đúng quá, hai phai coi. Ba bà luôn hả? Mà có Ajinomoto không? Có bột ngọt không? Arigato. Đúng rồi. Mà có Suzuki không? Có luôn à. Ừ. Trời, bởi vậy. Mà có nghe nè, mà có Toyota không? Có Toyota không? Nhiều chưa bây giờ. Cái gì chụp vậy? Đúng rồi.
Thôi thôi đừng leo lên mũi đó làm chi. Con leo lên mũi con té đó. Rồi đi qua bên kia vô được cửa đường kia kìa phải không? Hỏi Hồng Hoàng giờ ngồi đó chơi hả? Thôi bây giờ chơi bye bye cô chú nha. Giờ chơi bye bye cô chú để mẹ làm bếp sớm sớm nha. Bữa nay là cô chú nghe chơi bàn gì lận bàn lận. Ủa đọc sách hả? Đọc sách con hả? Ờ đọc sách con. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đi mẹ đọc sách. Thấy chưa? Cô chú thấy chơi chưa? À, cô chơi ngồi xuống nè. Đó, kêu em ngồi xuống á. Đúng rồi, đây 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 ngồi xuống này mày đọc sách cho mày dựng lên mày đọc cho cô chú coi nha. Oh wow. Ice or snow, Everest is ready to go. Everest is the power forest ranger. Wow. She is playing a snowing game of hide and seek with the other rescue pups. See that? This cow, this pig, this duck, this goat, this sheep. See that? Oh wow, mama bear, rider, this baby bear, Jubichimanai. Nói chuyện cô chú đi. Con ạ cô chú đi. Bichu. Rồi. Đọc sách đi đọc. Lộn con mèo hả? Lộn con mèo giống như hồi nãy ở trong kia hả? Con làm một mình con không được đâu. Con phải lựa cái chỗ nào êm con mới làm nghe, chứ không phải chỗ nào con cũng làm nha. Đây, đây, đây mẹ làm cho. Rồi. Chưa? Từ từ để mẹ chỉ cho làm. Đứng yên mấy à. Rồi, mẹ kiếm cái gì em làm nha. Cất sách này vô đi. Rồi, từ từ nè. Đứng đây, đứng đây. Rồi, để mẹ trải cái này xuống nha. Cái này áo con nè. Rồi. Chổng đầu xuống, chổng đầu xuống. Đưa đầu xuống. Đưa đầu xuống. 1, 2, 3. Yeah. Good job, JD. Good job. Nữa không? Nửa đứng dậy. Nè nè, đúng rồi. Nè con để cái đầu con lên đây cho nó êm cái đầu nè. Nè con để cái đầu con. Để đầu đây nè, để đầu này nó mới êm nè. Để đầu đó đi. Nè cho cô chú coi con khò nó sợ khò nè. Khò đi. Ôi trời. Nữa, không, hai tay chứ không có chơi một tay vậy. Ôi trời. Không có đứng lên cái đó trượt té nha. Té nha. Xong chay nãy lì dữ ta mới nói té mà nó còn lì ta. Đi đây, đây nè mẹ nắm tay. Đó. Thấy chưa? Con té là con ráng chịu chứ không có khóc dai đó. Khóc là mẹ đâu có binh đâu. Mẹ đã nói té rồi mà. Thôi mẹ cúp máy nha, nãy giờ nó cúp máy mấy lần rồi đó. Đừng có đứng lên cái hộp, no. Cái hộp đó là hộp đó là của Daddy Work đó. Đồ của ba đó. Thôi con, đi nhà nè, đây nè, con đi nhà. Con bye bye cô chú đi. Bye bye. Giờ nó lo nó đi khám phá chơi con chú ơi. Thôi mẹ chay tạm dừng video clip nha cô chú. Bye bye cô chú nha. Nói chuyện ai hả chay? Hả? Con nói chuyện ai hả? Con đợi mẹ sơ hở con lấy điện thoại mẹ gọi cho bạn phải không? Phải không? Gọi ba đi, gọi ba cái đi.